Đây, em phát rẫy làm nương, mông to như cái rành. Quá trình cải tạo và để xây dựng thiên thạch thạch mộc trang. Đây, con suối đây. Toàn bộ thạch mộc trang sẽ gây dựng từ con số 0, nghĩa là từ những cây nhỏ trồng lên. Sẽ cải tạo lại toàn bộ khu vực này để trở thành một khu sinh thái. Bắt đầu từ những ngày cầm cuốc, cầm dao, phát, xới, trồng. Quý vị đăng ký để theo dõi sự thay đổi hàng ngày của thạch mộc trang trên núi, dưới suối, hò reo. Xin chào và hẹn gặp lại.